Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Phản ứng của người dân Lào Cai trước việc một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hiện tượng các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, lợi dụng lòng yêu nước của người dân, huy động lực lượng tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Đã có trên 6.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu thuận lợi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để cung cấp cho người tiêu dùng ở thị trường Tây Nam Trung Quốc. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 6 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua luật an ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Với 7 chương 43 điều, luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Liên quan quy định bảo đảm thông tin trên không gian mạng, luật yêu cầu doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet có các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam, có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số, bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng, cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của chính phủ. Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Luật quy định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh mạng. Trong đó, 8 hệ thống thông tin được xác định thuộc loại này gồm hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu, hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước, hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng, hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái, hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế biến, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở Trung ương, hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí, hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. Luật cũng giao Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trước đó thì như chúng tôi đã thông tin, sáng ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Dự thảo luật đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Điều này cho thấy sự thận trọng, kỹ lưỡng trong nghiên cứu thông qua các dự án luật của Quốc hội, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội luôn lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến xác đáng của cử tri và nhân dân cả nước. Vậy nhưng tại một số tỉnh ở phía Nam, đặc biệt là tại Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động vẫn tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt về dự án luật này, nhất là trên mạng xã hội, qua đó kích động, lợi dụng lòng yêu nước của người dân, huy động lực lượng tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Trước thực tế này, nhiều người dân Lào Cai đã thể hiện sự bất bình, phản đối. Sau đây là tổng hợp của các phóng viên thời sự về tâm tư, nguyện vọng của người dân tại các huyện, thành phố ở tỉnh Lào Cai. Mình phải là xử sự như nào để cho nó một cách là văn minh, không nên là tự phát như thế, bởi vì cũng có những cái thành phần xấu, những thành phần phản động người ta cũng lợi dụng vào những cái việc như này ấy. Mong muốn là tất cả mọi việc bình yên, mà nói chung là các cấp làm sao để cho là nhân dân yên ổn làm ăn và xem xét là làm cái gì đúng đắn là có lợi ích cho nước cho dân thì là mình nên làm. Đất nước đang bình yên, những cái dự kiến để cái cho thuê đất đặc khu ấy chưa phải là coi quyết định cuối cùng, cho nên người dân phải nghe và phải thấy được những cái gì. Như trong đấy thì chỉ có chủ yếu là thiệt hại cho người dân và thiệt hại cho chính cái cộng đồng của mình mà thôi. Quan điểm của tôi là trước hết là chúng ta phải tin tưởng vào cái đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
chúng ta hãy bình tĩnh lắng nghe để chúng ta giải quyết, chứ không phải là chúng ta cứ bị kích động. Tôi cho đây là về phía các cái tỉnh phía Nam là do bị kích động thôi. Chứ còn đối với người dân thành phố Lào Cai thì chúng ta nên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để chúng ta nhìn nhận được cái đúng và cái sai. Ở những lúc này người dân chúng ta cần bình tĩnh, sáng suốt và cái lòng yêu nước của mình ấy phải thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, thế và luôn luôn tỉnh táo là trước cái mọi cái lời nói cũng như là việc làm, để cho làm sao giữ cho đất nước chúng ta là luôn luôn ổn định về mặt chính trị, ổn định về an ninh trật tự, và lòng dân của chúng ta là đoàn kết, thống nhất. Là người dân ấy thì phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước, cũng không nên là bị các cái phần tử hoặc là các cái đối tượng nó kích động để rồi thì là tụ tập nhau lại có tính chất phản đối hoặc là gây rối những cái ở những vùng này vùng khác. Làm như thế thì nó cũng vừa ảnh hưởng đến cái chủ trương chung và nó cũng ảnh hưởng đến cái tư tưởng của người dân trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái công cuộc đổi mới của mình trên đất nước Việt Nam. Mà chúng tôi cũng thấy rằng là trên địa bàn mình chưa xảy ra cái gì. Thế đấy là cái điều tốt mà cũng chưa có một cái diễn biến gì phức tạp về vấn đề này. Đảng nhà nước ta thì với lúc nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi của đất nước. Đất nước ta trong chiến tranh thì đã trải qua nhiều cái của đất nước. Chúng ta đã đạt được cái thành tích mà thế giới cũng phải ghi nhận. Như đến trong xây dựng kinh tế thì rõ ràng là chúng ta cũng phải phấn đấu làm sao đất nước ta giàu mạnh lên nhưng phải giữ được độc lập chủ quyền. Vừa qua trong các tỉnh miền trong, tôi thấy những hành động tụ tập đông người để biểu tình, theo bản thân tôi nghĩ những hành động đấy là trái với quy định của pháp luật. Theo cá nhân tôi thì tất cả các người dân nên xem xét lại tình hình đúng sai như nào để tránh cái trường hợp mất an ninh trật tự của xã hội. Em thấy thế là sai đấy, bởi vì là chúng ta còn rất nhiều cách, chúng ta có thể có ý kiến lên những cơ quan từng bậc một, lên ý kiến lên xã, lên huyện hoặc lên tỉnh. Ở đây thì công nhân chúng em vẫn yên tâm sản xuất. Ở bất kỳ một đất nước nào, một gia đình nào hay một cái xã hội nào cũng vậy, thì luật pháp phải được thượng tôn. Và việc làm như vậy là nó không đúng với lại pháp luật. Cần phải có những cái nó điều chỉnh về giáo dục hơn nữa cho cái người dân trên cả nước hiểu và thể hiện ý kiến bằng tình cảm, bằng lòng yêu nước. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tâm tư tình cảm của một số người dân Lào Cai về việc một vài địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam có hiện tượng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, trong đó có yếu tố kích động, lợi dụng quần chúng của các thế lực thù địch. Người dân Lào Cai bày tỏ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo cùng với những quyết sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời phản đối mọi hành vi gây rối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân. Chương trình thời sự của chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin khác. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Phi Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2017 và nửa đầu năm 2018, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Thắng đã được triển khai với nhiều đổi mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, hăng say lao động, học tập, công tác, phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương đất nước. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Vũ Văn Tuấn, Bí thư huyện ủy Bảo Thắng, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Chí Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Cũng tại hội nghị này, nhiều tập thể cá nhân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng danh hiệu lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai vừa tổ chức khởi công xây dựng 3 tiểu công viên trên địa bàn. Đây là những công trình chủ yếu sử dụng nguồn huy động xã hội hóa. Dự lễ khởi công có đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Lào Cai qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân sở tại.
Ba tiểu công viên gồm tiểu công viên trên đường Nguyễn Thăng Bình có tổng diện tích hơn 7.800 m², dự toán kinh phí xây dựng trên 2,3 tỷ đồng. Tiểu công viên đường E14, E17, E18 diện tích gần 1.500 m², dự toán kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng. Tiểu công viên đường E13, E14, E15 tổng diện tích hơn 1.200 m², dự toán kinh phí xây dựng trên 380 triệu đồng. Dự kiến ba tiểu công viên sẽ cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 đúng dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai 23 tháng 9 năm 1958, 23 tháng 9 năm 2018. Ngoài số tiền nhân dân đóng góp, còn có sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp đóng chân hoặc có công trình trên địa bàn phường Bắc Cường. Được biết trước đó đầu tháng 2 năm 2016, phường Bắc Cường cũng đã huy động nguồn vốn xã hội hóa gần 2 tỷ đồng để xây dựng tiểu công viên khu dân cư Phú Thịnh 1. Cùng với ba tiểu công viên mới hoàn thành sẽ tạo nhiều không gian vui chơi, luyện tập thể thao cho người dân trên địa bàn, đồng thời góp phần xây dựng đô thị Bắc Cường ngày càng văn minh hiện đại. Sáng ngày 12 tháng 6, tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ tuyên thệ cho 110 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2018. Sau 3 tháng huấn luyện, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã hoàn thành các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 theo chương trình quy định của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, được giáo dục truyền thống của dân tộc, quân đội, bộ đội biên phòng, của đơn vị và địa phương. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ và thực hành nội dung 3 tiếng nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kết quả kiểm tra đánh giá đạt 80% khá giỏi. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ tiếp tục được học tập huấn luyện các nội dung nghiệp vụ công tác biên phòng trong thời gian 45 ngày và bế giảng khóa huấn luyện. Các chiến sĩ mới sẽ về nhận công tác tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 12 tháng 6, tại Hội trường Công an tỉnh, Hội đồng đội tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Hướng dẫn Hoạt động Thiếu nhi Trung ương và Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân chương trình Học làm Chiến sĩ Công an năm 2018. Chương trình Học làm Chiến sĩ Công an là mô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh thiếu nhi trong độ tuổi từ 11 đến 16 tuổi, thông qua trải nghiệm thực tế trong môi trường lực lượng Công an Nhân dân. Khóa học sẽ diễn ra trong 8 ngày với số lượng 104 học viên. Tham gia chương trình các em sẽ được trải nghiệm, trao dồi những kiến thức về truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu, hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ Công an Nhân dân. Đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản của luật trẻ em, luật an toàn giao thông, luật phòng cháy chữa cháy, huấn luyện và tổ chức thực hành nội vụ, điều lệnh đội ngũ, võ thuật, rèn luyện kỹ năng bơi, cứu đuối, vận động ngoài trời. Trong khóa học các em thiếu nhi cũng được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội, kỹ năng ứng phó một số tình huống nguy hiểm. Chương trình là một mô hình tốt về giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân dành cho thiếu nhi. Đồng thời sẽ là dịp để các chiến sĩ nhí trau dồi bản lĩnh, ý chí, phát triển tư duy, khám phá và hoàn thiện bản thân, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường hiện đang là thách thức lớn trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Số người mắc đái tháo đường tăng nhanh, chi phí điều trị lớn kéo dài trở thành gánh nặng y tế đối với nhiều quốc gia. Nhằm nâng cao công tác chẩn đoán và điều trị căn bệnh này, chiều ngày 11 tháng 6, Sở Y tế Lào Cai đã tổ chức hội nghị khoa học về kiểm soát điều trị bệnh đái tháo đường cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai, giảng viên bộ môn nội Đại học Y Hà Nội. Đái tháo đường có thể coi là đại dịch, có nguy cơ gây ra gánh nặng bệnh tật gấp 20 đến 40 lần so với các bệnh lây nhiễm. Đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa, suy thận, cụt chi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bất lực, rối loạn nhận thức, giảm tuổi thọ và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Tại Việt Nam, theo báo cáo điều tra kết quả các yếu tố nguy cơ của một số bệnh không lây nhiễm năm 2015, tỷ lệ có rối loạn đường huyết lúc đói là 3,6% và tỷ lệ đái tháo đường là 4,1%. Tuy nhiên, con số đáng lo ngại là tỷ lệ người được phát hiện, quản lý, điều trị đái tháo đường hiện còn rất thấp. Trong số người đái tháo đường, chỉ có 31,1% từng được chẩn đoán bởi bác sĩ trước đó. Đối với tỉnh Lào Cai, sự phát triển về kinh tế xã hội, thu nhập, mức sống cũng đang dẫn đến sự thay đổi nhanh về thói quen ăn uống, lao động và sinh hoạt của người dân theo hướng có hại cho sức khỏe. Đặc điểm này lại kết hợp với yếu tố chủng tộc là nguyên nhân gây ra tăng nhanh số người bị mắc bệnh đái tháo đường. Cụ thể, năm 2008, tỉnh Lào Cai có trên 8.000 người mắc, chiếm 1,37% dân số. Đến năm 2014, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh đã có trên 12.000 người mắc,
chiếm 1,83% dân số. Trong khi đó, việc điều trị đái tháo đường trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa còn thiếu, người bệnh thường được phát hiện muộn khi đã có nhiều biến chứng dẫn đến chi phí điều trị tốn kém. Về khó khăn thì thứ nhất là một bộ phận người dân cũng chưa thực sự hiểu được những hậu quả biến chứng của người bệnh của bệnh đái tháo đường, cho nên là cũng vẫn còn chủ quan, chưa đi khám để phát hiện và để cơ quan y tế quản lý và điều trị để phòng biến chứng. Cái thứ hai nữa thì là trình độ của đội ngũ cán bộ y tế ở các cái tuyến là chưa đồng đều, cho nên là tại tuyến y tế cơ sở thì vẫn còn khó khăn trong cái công tác khám phát hiện và điều trị đái tháo đường. Thứ ba nữa là cái cơ sở vật chất và thuốc điều trị đái tháo đường các tuyến nó có cái sự khác nhau, nên là người bệnh vẫn chưa được quản lý và điều trị một cách đạt cái mục tiêu của ngành y tế đề ra. Chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường, tại hội nghị khoa học này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai đã làm rõ những nội dung liên quan đến kiểm soát, đặc biệt là các phác đồ, sự lựa chọn thuốc trong điều trị đái tháo đường hiện nay, như tổng quan về insulin, phân biệt tác dụng, các phác đồ điều trị của từng loại insulin, vai trò của insulin trong điều trị đái tháo đường, lựa chọn các phác đồ insulin trên thực hành lâm sàng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu về thực trạng đái tháo đường thai kỳ tại tỉnh Lào Cai và đề xuất các giải pháp. Trong đó, một số khuyến nghị đáng lưu ý đối với đái tháo đường thai kỳ thuộc diện có nguy cơ cao. Giải pháp được khuyến nghị là tăng cường hỗ trợ của chính quyền về cơ chế chính sách, đẩy mạnh truyền thông và vận động xã hội trong phòng chống đái tháo đường, tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật y tế, nâng cao năng lực phòng chống đái tháo đường thông qua đội ngũ cán bộ y tế. Thì để phòng ngừa những cái bất lợi thì quan trọng nhất là làm sao để có tầm soát cái đái tháo đường thai kỳ sớm. Cái thứ hai là phải truyền thông trên cái thông tin đại chúng cho tất cả những cái gia đình mà có người bị đái tháo đường, và các bà mẹ thai phụ khi mang thai phải biết là có nguy cơ bị đái tháo đường rất là cao, để chúng ta có cái hướng tầm soát và điều trị sớm, thay đổi cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt. Đấy là những cái điều mà có thể giúp cho bà mẹ có thể tránh được cái tình trạng đái tháo đường thai kỳ. Hội nghị khoa học về kiểm soát điều trị đái tháo đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai là hoạt động y khoa bổ ích và hết sức thiết thực, qua đó giúp cho các đơn vị y tế, đội ngũ y bác sĩ nội tiết nắm bắt được những diễn biến của bệnh, đặc biệt là các phương pháp tiếp cận điều trị bệnh, sử dụng thuốc đúng cách nhằm phát huy tác dụng cao nhất trong kiểm soát điều trị bệnh đái tháo đường, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Khi các địa phương trồng vải ở khu vực phía Bắc bắt đầu vào vụ thu hoạch thì cũng là lúc hoạt động xuất khẩu loại nông sản này sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực sự sôi động. Do những yêu cầu khắt khe trong khâu bảo quản nên các lực lượng quản lý cửa khẩu đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để những chuyến hàng quả vải tươi được nhanh chóng thông quan, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, 30 phút trước giờ làm việc sáng. Tất cả các lực lượng liên ngành đều đã có mặt tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành và mặt hàng quả vải tươi được đưa tới từ những vựa vải lớn như Bắc Giang, Hải Dương sẽ được ưu tiên làm thủ tục thông quan trước. Và phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái mặt hàng quả vải xuất khẩu, làm sao mà để xuất khẩu nhanh nhất, thời gian thông quan ngắn nhất, ưu tiên chuyển luồng cho vải tươi này đi một lối riêng, ưu tiên làm thủ tục và xuất khẩu trước so với các mặt hàng khác để đảm bảo cho cái quả vải xuất khẩu sang bên kia đạt cái chất lượng theo cái yêu cầu của doanh nghiệp. Thì tính hiện nay thì kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt trên 800 triệu USD, tăng trên 200% so với cùng kỳ năm 2017. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc bảo quản nông sản được các doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt chú trọng. Ngay sau khi thu mua tại các nhà vườn, quả vải sẽ được làm mát bằng những thùng xốp chuyên dụng cách nhiệt, sau đó được chuyển thẳng lên bãi tập kết hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Chỉ sau ít phút thực hiện các thủ tục thông quan, những lô hàng quả vải tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, một thị trường truyền thống từ nhiều năm nay.
rất là nhiều các xe vải lên trên đây tập trung từ rất là sớm, nên là các cơ quan ban ngành ví dụ như là hải quan, kiểm dịch, y tế, giao thông cũng đều có mặt từ rất sớm để tạo điều kiện là làm thủ tục cho các xe vải này đi, vì nó là tính chất là hàng hoa quả dễ hỏng, nếu như mà chậm một tí thôi là có thể xuống giá đấy. Thế cho nên là yêu cầu là các khâu làm thủ tục phải rất là nhanh chóng. Tuy chưa vào chính vụ nhưng đã có trên 6.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai với mức kim ngạch đạt trên 3,3 triệu đô la. Các doanh nghiệp khẳng định trong quan hệ hợp tác làm ăn với bạn hàng phía Trung Quốc, nếu ký kết hợp đồng từ trước thì việc giao nhận hàng là tương đối thuận lợi. Vậy nhưng tại không ít thời điểm, giá trị của vải tươi của Việt Nam luôn có sự biến động lên xuống thất thường vì nhiều nguyên nhân. Từ đầu vụ đến giờ thì doanh nghiệp tôi thì cũng xuất được khoảng 20 ngày, 15-20 ngày thì cái số lượng thì trên dưới 1.000 tấn lý thường mình ấy. Thì bây giờ vẫn trong cái tình trạng là mạnh ai người ấy làm, giá cả thì có thể là không đắt hàng thì có thể là đẩy giá lên một cách vô tội vạ, mà có khi là hàng không ế không bán được, hoặc là chủ Trung Quốc người ta không mua đấy, thì bắt đầu là mình lại giảm giá một cách cũng là không có cái điểm dừng nào cả. Nên là những cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến người nông dân, và thứ hai là ảnh hưởng trực tiếp đến những người chủ tư thương của Việt Nam. Để hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu thuận lợi, các lực lượng liên ngành quản lý cửa khẩu Lào Cai đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa thông quan hàng hóa theo quy chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường gặp gỡ, trao đổi với phía bạn để kịp thời tháo gỡ những bất cập, những điểm chưa đồng bộ trong chính sách xuất nhập khẩu giữa hai bên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 diễn ra. Những ngày này, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Mường Khương đang gấp rút ôn luyện để trang bị kiến thức cho các em học sinh, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 cũng là kỳ thi đầu tiên mà Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện có học sinh lớp 12 tham dự, với 65 học sinh ở hai lớp 12. Việc ôn tập cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã được nhà trường triển khai ngay từ đầu năm và chia thành các giai đoạn. Giai đoạn 1, vừa học kiến thức vừa củng cố kiến thức mới cho các em. Giai đoạn 2, hệ thống củng cố kiến thức giúp các em tiếp cận các dạng đề. Và hiện nay nhà trường đang tập trung cao độ cho các em luyện các dạng đề và chú ý việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Về cái công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thì đây cũng là một điểm thi tại huyện. Thì nhà trường cũng đắn chuẩn bị, có cái phương án chuẩn bị đảm bảo đủ cơ sở vật chất, số phòng, như là 8 phòng thi. Đấy. Về bàn ghế cũng như là công tác an ninh trật tự là nhà trường cũng đã có phương án chuẩn bị. Ngoài việc ôn luyện kiến thức ở trên lớp thì các em cũng xây dựng cho mình một lịch học ở nhà, chủ động tìm hiểu thêm nhiều kiến thức xã hội, những tin tức mang tính thời sự cần được quan tâm hiện nay. Kỳ thi ôn tốt nghiệp của em được các thầy cô giáo dạy trên lớp vào buổi sáng, buổi chiều, và các thầy cô cũng đến hướng dẫn bọn em học vào buổi tối nữa. Ngoài thời gian các thầy cô hướng dẫn dạy ra thì chúng em cũng tự giác học vào những giờ ở trên phòng. Hiện tại thì đã luyện được rất nhiều đề và chúng em cũng cảm thấy mình cũng đã nắm chắc được 70% kiến thức, và còn 30% kiến thức nâng cao thì chúng em hiện tại đang tiến hành ôn tập. Hiện nay Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông đang tổ chức ôn luyện 2 buổi trên ngày và học vào buổi tối cho học sinh, chia đối tượng học sinh theo 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Các thầy cô được phân ôn tập cho các em học sinh ở các môn cũng chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kiến thức cơ bản nhất, phân bổ thời gian hợp lý cho mỗi tiết học. Giờ thì các em đang tiến hành là luyện đề, và luyện đề thì bám sát vào cấu trúc của đề minh họa. Tầm khoảng độ 18 tháng 6 là sẽ kết thúc chương trình ôn lớp 12 để các em chuẩn bị mọi cái điều kiện cũng như là tinh thần để các em bước vào kỳ thi. Năm nay huyện Mường Khương có 2 điểm thi trung học phổ thông, trong đó một điểm thi đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông với 8 phòng thi. Đến thời điểm này, ngoài công tác ôn tập,
bồi dưỡng kiến thức cho học sinh thì nhà trường còn chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, như rà soát lại hệ thống bàn ghế, điện chiếu sáng để sửa chữa, bổ sung, đảm bảo đủ số lượng bàn ghế đạt yêu cầu cho học sinh và giám thị coi thi. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.